Đi ăn lẩu cua đồng hơn 200 ngàn thôi mà có cua đồng nè, thịt bò, cá, chả cua, có bún, mì, rau đầy đủ luôn, vậy là quá hời rồi phải không mấy bà. Đặc biệt ở đây là có nước uống được miễn phí refill nữa nha, nghe tới miễn phí là thấy vui rồi đó. Quán này tên là 8 Riêu nằm ở 140A Lý Chính Thắng, quận 3. Ở đây là chuyên về cua đồng luôn. Hồi trước là tôi có ăn cái bún riêu ở đây rồi, mà ở bên chi nhánh Thanh Xích Long á, mà thấy cái chi nhánh ở bên đây rộng rãi thoải mái mà nó mát đẹp hơn nữa nè. Cái lẩu riêu cua là tôi kêu cái lẩu nhỏ chỉ có 2 người ăn thôi, nhưng mà bưng ra là hơi bị nhiều đồ ăn luôn á, mà còn được bày trí trong mấy cái gánh mấy cái mẹt á, nhìn nó thôn quê lắm luôn á mấy bà. Ăn ở đây có cảm giác giống như mình là gái quê vậy á. Vị nước thì đậm đà nhưng mà so với tôi thì nó hơi mặn, nhưng mà chồng tôi thì nó vừa ăn. Ngoài ra có cái món cua đồng rang sốt trứng muối ở Sài Gòn tôi chưa thấy ai bán hết trơn nè. Ăn luôn cái vỏ cua ta nói nó giòn mà chấm với cái sốt trứng muối nó béo ngậy luôn. Còn cái này là mẹt đồng quê nè, có ốc nhồi mai cua, chả ốc cuốn lá lốt ăn với bánh hỏi. Mà có cái tép bông điên điển này lần đầu tôi ăn luôn mà nó ngon ngất ngay luôn á. Nói chung đồ ăn đây khá là mặn mòi á, có gì đặc trưng của miền Tây mà giá tôi thấy là khá rẻ luôn á. Từ không gian, decor, chén bát gì tôi cũng thích nữa. Nếu mà bữa nay không có biết ăn cái gì thì mấy bà tham khảo thử ở đây nha.